13 người. Của Stefano. Service over. 12-14. Tình huống xử lý phía trên khung thành công của Stefano. Goal. Lúc này thì hai tay vợt của nước chủ nhà vẫn đang liên tục tạo ra được cách biệt so với hai tay vợt của Trung Quốc Xavier và Wu Jiandong. 17-12. Bên trái của mình công của Xavier. Service over. 13-17. Service over. 14-17. Đặc biệt hai đội bóng này vẫn đang là 3 điểm. Hassan và Sukarno đang đến gần hơn với chiến thắng. Service full goal. Service over. 18-14. Cầu liên tiếp của Hassan và Stefano. Cầu không tốt của Xavier.
score is over. 16-19. Thêm một điểm nữa dành cho hai vận động viên của nước Chủ nhà, 20-16. Và đây sẽ là set point dành cho Hassan và Shetano. Service over. 17-20. Và đã còn rất nhiều những cơ hội dành cho Hassan và Shetano. Mười tám hai mươi vẫn chưa thể có được chiến thắng chung cuộc dành cho đội của Indonesia. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Hassan và Shetano. Tỷ số của trận đấu đầu tiên là 21-18 nhưng về phía hai tay vợt của Indonesia, Hassan và Shetano đã sớm tạo ra được cách biệt. Rõ ràng là sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên nhà tại nhà thi đấu Gelora Bung Karno đã tạo ra lợi thế tâm lý rất lớn dành cho hai tay vợt của nước chủ nhà Indonesia, Muhammad Hassan và Bona Shetano, trước cặp đôi của Trung Quốc Chai Biao và Hu Jiandong. Cổ động viên nhiệt tình của các tay vợt Indonesia. Lúc này chỉ còn lại hai nội dung nữa, chúng ta sẽ bước đến người cuối cùng góp mặt trong trận chung kết, đó là ở cặp đôi của nữ và cặp đôi của nam. Cả đội sẽ quay trở lại tiếp tục set đấu thứ hai, và đây sẽ là set đấu quyết định dành cho Muhammad Hassan và Bona Shetano. Trong trận bán kết đầu tiên ở nội dung đôi nam thì cặp đôi của Trung Quốc Cai Jun và Phu Hai Feng đã vượt qua được một cặp đôi của đội chủ nhà, đội số 7 của giải đấu năm nay, Marcus Kido và Henda Setiawan. Service over. One love. Cầu ngoài sân. Đừng có xác định điểm rơi tốt của Shetano. Tình huống tập cầu liên tiếp trên lưới của Shai Biao.
Đối với Asan và Setano thì chiến thắng trong set đấu đầu tiên ở trận đấu này cũng là chiến thắng trong set đấu đầu tiên của họ có được trước Shabia và Gu Zhendong trong cả hai lần gặp nhau trước đây tại giải All England Open và giải Malaysia Open. Thì hai tay vợt của Trung Quốc đều đã vượt qua cặp đôi của Indonesia cùng với tỷ số là 2-0. Cầu trong sân rất hay. Đó là cầu sau thành công của Asan. Một cú trái rất khó của Asan. Phấn khích, rõ ràng là những lượng đông cổ động viên đang cổ vũ cho Asan và Setano đang thi đấu với một tinh thần rất cao. Liên tiếp là những cú đầu cầu tấn công của hai tay vợt nước chủ nhà. Nếu có được chiến thắng trong set đấu này thì Asan và Setano cũng sẽ có được chiến thắng chung cuộc. Đó cũng sẽ trả lời thành công cho cặp đôi Marcus Guido và Hendra Setiawan. Cặp đôi khác của Indonesia đã bị loại bởi cặp đôi Kajun và Phu Hai Phe của Trung Quốc trong trận bán kết còn lại. Service over. 5-4.